khoản. Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lòng giá ngại đời sân sang. Quyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trong như được niêm hương vị hữu dư niết bàn, rồi tự đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi tâm mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Đã tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ rất rõ ràng, thân ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh mọi khắp chốn đi, tối mê cầu làm trí vẹn toàn. Nam mô Tát sa Phật Ca Pa Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Phật Tát sa Nam mô Tát sa Phật Ca Pa Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Phật Tát sa Nam mô Tát sa Phật Ca Pa Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Phật Tát sa Hima Ya Tham Ma No Tham Ma Pa Di Pa Di Ya Phật Thăng Cô Chê Mi Imaya Thamma no Thamma Padipatiya Thammang Pochemi. Imaya Thamma no Thamma Padipatiya Sangkhang Pochemi. Con đã mất lòng thành kính, lầm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng, được chân quả chân biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện vọng Tam bảo hỗ trợ khuyên giải đẹp sang vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu sa tu lần hai. Thầy giáo đi chiều nay có vài câu hỏi, có ba câu hỏi của hành giả, thầy xin giải thích trước. Con thành kính đảnh lễ ngài và chư đại đức tăng và xin trên pháp. Con tiếp tục theo dõi hơi thở phòng tẹp. Thỉnh thoảng con ghi nhận suy nghĩ một chập rất lâu. Con nhận thấy hơi thở không dài như trước. Phòng tẹp một. Con ghi nhận quá ngắn, kéo dài rất lâu. Con cảm thấy khó chịu. Tiếp tục theo dõi phòng đẹp, con cảm nhận thân bồng bềnh. Kế đó đáy lên, đáy xuống, sau đó lại quay tròn nơi bồng. Tất cả đều ghi nhận bồng bềnh, đáy lên, đáy xuống. Quay tròn, cảm giác nơi quỷ tai nhúc nhích
Lúc chết rồi ngân, con quên ghi nhận ngân, ngân tiếp tục ghi nhận hơi thở. Hết giờ, con thành kính tri ân Ngài. Lần đầu tiên con trình pháp, mong Ngài thông cảm cho con. Con tiếp tục theo dõi hơi thở, phong phong phong, xếp xếp xếp. Đó là đối tượng đầu tiên, đó là thân quán niệm xứ. Rồi, thỉnh thoảng ghi nhận suy nghĩ đây, quý thấy hành giả sẽ có cái này, bất cứ ai. Đây là một vị hành giả trình pháp. Thôi giải phòng, thầy giải xếp đây là thân quán niệm xứ. Khi nói phòng xếp trở thành cái di động hay là căng, 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 hay là rung, rung, rung. Thỉnh thoảng ghi nhận suy nghĩ. Thỉnh thoảng nghĩa là trong lúc theo dõi phòng, theo dõi xem có suy nghĩ tới. Nên là thỉnh thoảng. Rồi niệm ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ đây. Một chập rất lâu. Lúc khi ra lại suy nghĩ lâu, dành trả không biết cách niệm suy nghĩ à. Cứ suy nghĩ được. Nếu mà niệm được suy nghĩ, rồi suy nghĩ, qua suy nghĩ được, thì niệm giống như phòng xẹp nhé. Y nói là suy nghĩ một cái, rồi thấy một cái kế, à suy nghĩ, một cái kế, nó suy nghĩ. Vậy, y nói là luồng trôi chảy suy nghĩ chẳng khác gì, giống như phòng giống như xẹp này. Thì cái đó gọi là tâm quan niệm xứ. Con nhận thấy hơi thở không dài như trước. Phòng một, tẹp một, con có nhận quan ngăn. Quan ngăn này, hơi trước, phòng dài, tẹp dài. Bây giờ, vì tâm suy nghĩ, niệm, niệm, niệm đó, trở lại, theo dõi phòng, theo dõi, tẹp, rồi. Suy nghĩ lâu, thầy trong niệm suy nghĩ đó, có cái suy nghĩ đã qua rồi, nó đã qua các cái kinh nghiệm trong đó. Không phải suy nghĩ, nhiều suy nghĩ, đôi khi suy nghĩ dài, đôi suy nghĩ ngắn, 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 đã có cái đó rồi. Bây giờ trở lại với phòng xẹp kỳ nhận vị. Bây giờ thay gì? Phòng thân, phòng. Hết rồi, thấy xét hết rồi. Con ghi nhận quan ngăn, đây, thấy gì? Chính là thấy hơi thở trở lại. Tại sao quan ngăn? Hơi thở làm sao chúng ta biết vậy đó? Đấy, thì hành thiền để biết, để cái gì xảy ra, thì xa đến vậy mới kết thúc câu chuyện hiểu được nó. Rồi, quan ngăn, kéo dài rất lâu. Con cảm thấy khó chịu. Khó chịu là khổ rồi đó. Đây, thọ quán niệm xứ rồi đó. Khó chịu. Ghi nhận khó chịu, khó chịu. Tiếp tục theo dõi. Rồi, khó chịu rồi. Nó lại tiếp tục phòng xẹp. Ý nói là đôi khi khó chịu nó không thêm, không bớt nó. Rồi ai đó không xẹp rất rõ. Đó lại phòng xẹp. Con cảm nhận. Bây giờ phòng xẹp bồng bềnh này, thay vì phòng xẹp biến dạng của nó thành bồng bềnh, cái đó đẩy lên đẩy xuống biến dạng, sau đó lại quay tròn này bồng đây, phòng xẹp rồi lại quay tròn nữa mình, rồi tất cả đều ghi nhận bồng bềnh đẩy lên đẩy xuống quay tròn quay tròn, cảm giác nơi khuỷu tay nhúc nhích. Rồi ngân này, con quên ghi nhận ngân ngân rồi, cũng tế vậy đó. Đấy. Ngân, quên ghi nhận là ngân, này, biết được thêm một cái, à. Ngân biết là ngân, này. Nhân quên niệm. Rồi tiếp tục ghi nhận hơi thở đây, một gian giả mới lần đầu tiên trình pháp, mong ngài thông cảm cho, được. Ghi nhận như vậy được rồi, cứ như vậy được, không có gì sai.
cái cảm giác dài ngắn đó, đó vì vậy hành giả ngồi thiền để đọc trạng thái của ba pháp ấn vô thường tướng này, này ở trong ba cái trường đó, một vô thường ngắn mà thọ rồi thở thở nên pháp tất cả thân cùng pháp tâm thọ cùng pháp hết đây đây rồi nhờ về rồi đó là câu thứ nhất đúng không? Vì hành giả biết cách niệm ghi nhận vậy đó. Rồi câu hỏi hai, kinh bạch ngài, có một lần khi con tập trung chú tâm vào đọc tụng kinh Tam Bảo và đột nhiên con thấy rõ trước mắt con những chữ từ trong miệng con đi ra và rớt mất. Con khựng lại trong tích tắc và đọc tiếp thì không thấy những chữ rời rớt nữa. Hiện tượng này xảy ra một lần đã thôi. Đến sư ngài từ bi giải thích cho con. Kính đảnh đại ngài và địa ngài. Giải thích bây giờ giải thích theo từ hiểu biết đoán thôi. Đấy vậy quý vị có gặp trường hợp này là chắc không có như này. Nhưng vì này cái gì đấy đột nhiên nó phải nói được chỉ đột nhiên mà thấy như vậy. Thứ hai hay hỏi đột nhiên quý vị có thấy gì không, sao được khi cũng có hai cái đấy. Vì hành giả này đột nhiên con thấy trước mắt này, trước mắt con những chữ từ trong miệng con đi ra và rớt mất đây. Một đột nhiên thấy này. Đây một lần đầu tiên sư thầy đi giải thích theo cái lý của đặc tính trạng thái của danh sắc. Khi hành giả đọc kinh Tam Bảo, hành giả đọc thuộc lòng, nhớ cái chữ từ đó như thế nào, mẫu từ đó nè, nhưng phải đọc đó để mà thuộc lòng, để mà nhớ, cũng nhớ cái mẫu từ đó nó có hiện ra này. Cái chữ quý vị đọc đó, nhưng cái chữ đó hiện ra, quý vị đã đọc rồi đó, thuộc lòng đó. Bây giờ gió đọc kinh gió thôi mà đọc phải chữ mình học hồi trước rồi, cũng như là Bút Thăng Saranang Cái Chàm ấy, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật thế đó. Cái mẫu từ đã học thuộc lòng rồi đó, gọi là sắc pháp. Bây giờ cái âm thanh cũng là sắc pháp nữa, vì vậy quý vị mới ghi nhận nó được. Nói vậy đó, nó vô hết trong mai à, cũng gọi là sắc pháp này. Bây giờ mẫu từ cũng là sắc pháp, giờ âm thanh cũng là sắc pháp, nó pha trộn đọc mẫu từ đó thì mẫu từ nó trở thành cái chữ mà mình đã thuộc lòng rồi. Bây giờ đọc thì nó ra khỏi, vừa âm thanh là vừa cái mẫu chữ nó ra là vậy. Rồi nó ra thì nó rớt mắt, âm thanh ra là mắt à, nói mắt à, nói mắt à. Như vậy cái nói là cái gì? Chú tâm mà chú tâm rồi theo dõi tầm tứ. Vậy đọc kinh đôi khi quý vị phải chú tâm theo cơ thể, đôi khi ráng, trừ khi thuộc lòng khác à, chưa thuộc lòng thì chú tâm thầy kinh này cái nhớ này nè. Này đôi khi nó trở lại, đôi khi con chuyện một cuộc đời tự nhiên mình ngồi mình thấy rất là rõ à, đôi khi thấy rất là rõ à, đôi khi nó lại một lần là thôi, vô thường ai biết được. Hỏi khi mà nói vô thường rồi các bạn đừng có suy nghĩ ha, là một cái đặc tính của các pháp vũ vi này, nó sanh rồi nó diệt,
Vì vậy nó không biết là đâu nó tới, mình không biết được đây. Vì vậy, vậy biết bây giờ là như vậy, bây giờ là đột phổ. Trong đời sống của mình đã có một lần nào nhớ cái mẫu chữ đó rất là rõ rồi, thuộc kinh hay đó ra. Mà bây giờ hành giả như vậy nó rớt xuống cái chữ đó, cái âm thanh của mình đó là sắc pháp, cũng đọc cái chữ đó thôi, nhưng mà đọc rồi nó ra khỏi rồi, ra khỏi nó rớt xuống mất rồi. Thấy như vậy, đó là cái lý mà sư vừa thì lý sư giải thích thôi. Cái sự kinh nghiệm của quý vị đâu có giống nhau gì, thì không có giống nhau, ngồi thiền không có giống nhau, không khác nhau. Này, như vậy đó là câu hỏi của quý vị hỏi, thì sư giải thích một chút ở chỗ này. Nó ít có vị hành giả cảm giác như vậy, nhưng mà vị Thế Tôn đã một người không có bao giờ giống. Vì vị Đức Phật ngài thuyết tới 84.000 pháp môn để đổi chúng sanh. Đó. Khi một chúng sanh đã kinh nghiệm một pháp môn nào đó thì chỉ Đức Phật thôi. Ngài có biến nhãn, ngài thấy chúng sanh đó có căn, ngài lấy ngay cái đó đề mục cho chúng sanh không giống nhau. Như vậy đó, nhiều đề mục giống nhau, vô thường khổ não giống nhau ra. Đôi khi thắc mắc thầy Đức Phật kêu ôi chỉ cái đó thôi, để đi được rồi hành theo cái đó, vô thường khổ não vô ngã. Này, một nhóm tỷ phú đi hành thiền rồi rồi xin về bạch Phật, con xin đổi đối tượng Đức Phật tập về sang khả ra nơi cha. Thiền giả quán thấy ra thấy các tập hợp pháp là vô thường. Trong giờ nó đúng rồi, hành giả quán thấy các tập hợp pháp là khổ, đúng rồi. Thiền giả quán thấy pháp là ngã, đúng rồi. Đấy, hay cái này là đối tượng chung quy ở chứ. Trong tam giới này, tam tướng nó chụp ở trên, dục giới nó ở trên, sắc giới ở trên, vô sắc giới ở trên, không ai chạy hỏi. Quy vị mình gọi là luân hồi, cuộc đời của mình do nghiệp báo nó đổi không giống mà không khác. Ơi, vì đại có chuyện đó không giống không khác, Đức Phật dạy vậy, vậy thì hiểu vậy thôi. Này, đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, còn nghe nói những người có hạnh nguyện Bồ Tát khi hành thiền minh sát thì khó đạt được đạo quả ánh nhập lưu, vì khi đã là ánh nhập lưu rồi, cho dù có dễ vui thì cũng chỉ còn luân hồi có 7 kiếp. Kính mong ngài nói rõ thêm về việc này. Này, để xin giải thích cho việc này chút. Rồi vì nói rằng trong pháp thiền này ngài dạy thiền minh sát và thiền sinh có căn cơ khác nhau, kính xin ngài hướng dẫn thêm về cách hướng tâm đúng đắn để sạch tánh. Chúng con tu tập. Bây giờ câu hỏi, con có nghe ngài nói con có nghe nói thôi, những người có hạnh nguyện Bồ Tát thì khi hành thiền minh sát thì khó đạt được đạo quả thánh nhập lưu. Rồi chỗ này thôi, khó đạt được đạo thánh nhập lưu. Bây giờ lý do là sao mà người nguyện Bồ Tát mà hành thiền khó được quả nhập lưu? Vì khi mà nhập lưu rồi, người đó vào dòng giải thoát rồi. Dù dễ vui thì kéo dài tới 7 kiếp này thì cũng nhập Niết Bàn. Còn tại sao Bồ Tát thì không đạt được? Là câu hỏi. Khi nói Bồ Tát là Bồ Thí Sắc Phá, chúng sanh con nguyện vọng giác tỉnh,
đều giác tỉnh, chúng sinh có căn cơ giác tỉnh, muốn thành chân đẳng chân giác, hay muốn thành một vị Phật tổ để mà độ chúng sinh. Thì nếu thành một vị chân đẳng chân giác thì vị này không đạt được, không đạt được quả tu Đà Hoàn. Tại sao? Vì nếu Ngài đạt được quả tu Đà Hoàn trong kiếp này thì Ngài là đệ tử của Đức Phật Thích Ca rồi, rồi Ngài không có thành trên đài chánh giác được. Vì lý do đó, những người mà nguyện Bồ Tát Đạo, người đó không đạt quả nhập lục như vậy. Vậy nếu mà người đó không đạt được quả nhập lục thì người tu hành luôn luôn là tu giới, tu định, tu huệ. Vì giới tu định tu huệ là chánh kiến, thì chánh kiến này có thể thấy gì, thấy rõ như thế nào là tà kiến, như thế nào là chánh kiến, thấy rõ bất vị minh sát. Vậy cái vị minh sát này được tiến tới đâu mà không nhỏ nhập lưu được. Của hành giả Bồ Tát Đạo rất hành thiền tới tuệ xả tăng kha ru phi kha nhà na, thấy tuệ đó thì không thiên tai nè. Và nếu đang hành thiền, đây sư nghe câu chuyện của người bị một người bạn thuật lại, thì thầy sư cũng giải thích một vị mà nguyện Bồ Tát rồi chạy tới tuệ xả rồi không đạt tới tuệ cao, nếu qua tuệ xả thì nên đi tới nhập lục. Như vậy tuệ xả như thế nào gọi là tuệ xả? Một người đi hành thiền mà đôi khi người đó trong kiếp này họ cố gắng hành thiền mà cũng chưa đạt được, mà họ không phải là họ nguyện hay Bồ Tát. Thế là làm sao tôi đạt được quả nhập lưu là thành A-la-hán trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca? Thì người đó hành thiền đôi khi cũng không đạt được tới quả nhập lưu, cùng cái lý do riêng. Hồi nãy sư giải thích những người miền vòng thành dân đằng chân giác thì còn đạt được quả nhập lưu, lý do là như vậy. Nếu mà nhập lưu là đệ tử của Đức Phật Thích Ca kêu thân vàng giác, vị này muốn thành chân đằng chân giác thì không vào đó. Trừ khi người đó ôi thôi, nếu không được tôi cũng nhập lưu cũng được thôi, cũng đợi. Đôi khi hành giả nghĩ thôi còn lâu dài không biết, thôi bây giờ mình chấp nhận thì người đó đổi ý nguyện, không nghĩ là mình sẽ thành chân đẳng chân giác nguyên xả. Cái đó ơi thôi không tới chân đẳng chân giác, thôi làm sao loại trừ được phiền não ngay trong kiếp sống này rồi, thì vì đó một số phiền não đó sẽ đạt được, nhưng mà có nguyện xả lại. Câu chuyện sẽ có một người bạn ở Thái Lan học ở trường Magat, nghĩa là trường Ma Kiệt Giả đó, Ấn Độ. Thì vì đó thì hành thiền rồi chung với một số tỳ khô khác. Rồi khi mà hành đó, thấy nhân vị đó kêu lại ta dạy cho vậy đó, ta đạt rồi, ta đạt thảo hạ vậy đó, lời ta dạy cho. Thế mấy vị đó không có đâu phải đạt thảo hạ, nhưng vị đó nói tôi đạt thảo hạ rồi. Nào, vậy rồi khi đình trình pháp có hành động như vậy, mấy vị khác cũng nói vị đó có nói như vậy. Vì thiền sư ngài biết mà ngài biết lời nguyện này, nhưng vì muốn cố gắng trở lại cảm giác giống như mình đạt đạo quả rồi đó, vậy đó cái tâm vì thay tâm á, tâm muốn là thành chân giác, nhưng mà hết lòng tích cực hành thiền, nhưng cái ý nghĩ tới đó có một cái tâm sáng suốt này, một cái tâm sáng suốt lạ lùng, khi nói người phạm nhân đó mà cố gắng hành á thì đạt tới đó, đạt tới tuệ xả. Ví dụ
một sinh viên ở nước tiến bộ văn minh, Hồ Vân Viện, một đứa nhẹ đi hành đi học đi tới lớp 12 gọi là trung học Vân Viện thì vậy, còn tới đại học tùy theo thôi, vì cái nhiều điều kiện phải đi tới đại học này. Đôi khi tới trung học nó nghỉ thì tới 18 tuổi như vậy. Cái trường Hồ Vân Viện đó hay một năm một lớp thì tới năm thứ 12 lớp đó là thì tới 18 tuổi rồi. Vì vậy ở đây 18 tuổi phải vô đại học học giỏi lại về, nếu trẻ thì 19 tuổi 20 không biết được, nhưng mà học giỏi vậy, học ứng viện vậy thì trong là Phật có đó. Một khi mà một người vô trong trường thiền thì hết lòng đi, thầy vị hướng dẫn có thể hướng dẫn tay cái đó này, vì cái đó là tuệ phàm tuệ này. Rồi giáo sự hướng dẫn cũng như là vị thiền sư đó cũng hướng dẫn giống nhau vậy đó, niệm nhân hành giả niệm, rồi mới ba la mật của giới tịnh là tâm tịnh kiến tịnh đưa hành giả tới tuệ xã rồi đó. Nhưng tuệ xã là một cái tuệ cao ở trong người phàm tục này, cao nhất rồi đó, cao nhất rồi. Thầy vị đó trở lại câu chuyện nó xảy ra thì ngài thiền sư nói sao, ơi nó con hiểu không, con giác ngộ không mới dạy đấy. Thầy Đức Phật ngài thiền sư không nói là vì đó sai giác ngộ, ông có nguyện, ngài biết ông có nguyện là Bồ Tát không? Dạ có nguyện chứ, có nguyện thôi là Bồ Tát để thành danh đạt trong đời độ chúng sinh. Cái ngài biết như vậy thì cái sự cảm giác như vậy đó, tự nghĩ như vậy đó không phải là chân đàng chân giác nghe nè. Nhưng có một tự thăng bằng quân bình đó, nó như vậy, nó có một ý nghĩa như vậy. Nếu mà người đó muốn vượt khỏi cái quê đó nhưng muốn xả đó mới được, ông ngồi và con không xả được nè. Nếu con xả thì vậy thôi vậy đó này, đây đó thôi, đó là cái Bồ Tát là như vậy. Vì vậy chỗ này đó hiện giả thì không vô thánh nhập lưu, vì nhập lưu á tự động đi à. Nếu tinh tấn hoặc không tinh, nếu tinh tấn thì lên là dạy đạo tam đạo tứ đạo nhị quả tam quả tứ quả, lần lần trong giáo pháp mới được Phật Thích Ca. Hey, như vậy đó. Nếu mà trẻ nhất chậm nhất dễ vui, nếu mà dễ vui 7 kiếp là cuối cùng, mà một luật thiên nhiên của một người thấy được tứ diệu đế là như vậy. Đó là câu hỏi mà quý vị hỏi. Thì trong khóa thiền này ngài dạy thiền minh sát và thiền sinh có căn cơ khác nhau, kính xin ngài hướng dẫn thêm và cách hướng dẫn đúng đắn để sắp tấn trung cần tu tập. Này sự thật từ hướng dẫn đây đó là hướng dẫn tứ niệm xứ trong bốn nó có học hồi xưa, học đầu tiên học tứ niệm xứ. Rồi sau 3 năm tôi học trong một vị thiền sư, bây giờ ngài mất rồi, ngài tịch rồi, pháp danh của ngài là ngài Cô Yên Cà. Tôi có hành với ngài từ 6 năm. Thầy 6 năm đó ngài dạy thọ quán niệm xứ, trong 6 năm đó thì bây giờ ngài cũng dạy tứ niệm xứ. Nhân đầu tiên đó ngài dạy từ thân quán, rồi thọ quán, và thọ quán là đối tượng đầu tiên. Thân quán chỉ 3 ngày thôi, hơi thở. Sau khi 3 ngày thở, ngài cho niệm thọ quán niệm sư. Đó là ngài niệm sư quyền cả. Ngài học cho ngài Upakhin với học cho ngài Uthét hay gì, lịch sử. Uthét học cho ngài
lên đi xe đó. Nó là lịch sử của Thọ Quán Niệm Xứ. Năm 1997, sư có căn có duyên. Sau khi đi Miến Điện 1980, người ta mất sư qua định cư ở Hoa Kỳ. Năm 1997, như vậy là 16 năm sư mới có cơ hội đi qua Miến Điện lần nữa. Thì qua Miến Điện có duyên, có điều kiện tốt, khiến cho sư học với một vị thiền sư. Ngài pháp danh Ngài là Ngài Xuyên Minh. Ngài Xuyên Minh, rồi có Ngài có đệ tử, giờ cần tiếp tục dạy tứ niệm xứ với đối tượng đầu tiên là tầm quán niệm xứ. Vậy thân quán thì sư hướng dẫn quý vị đàn hướng dẫn tứ niệm xứ, mà thân quán là đầu tiên, còn thọ quán là sư chỉ tổng quát trong thân quán. Hồi nãy câu hỏi của một vị hành giả thứ nhất nói khi mà hơi thở ngắn thì cảm thấy kéo dài, tôi cảm thấy khó chịu. Như vậy nói cái chữ khó chịu là khổ rồi, vì hơi thở nó ngắn khó chịu, thân và khổ. Thì tôi lúc đó thì dạy trên này đó là đã niệm thọ quán niệm xứ rồi. Nhưng bây giờ thọ quán niệm xứ đó niệm rồi trở lại nó cũng không tồn tại lâu, trở lại đối tượng đầu tiên cũng trở lại phòng xẹp, mà trở lại phòng xẹp bắt đầu biến dạng của vùng xẹp, cũng như là đại giai thích nãy đó, hành giả đã kinh nghiệm, đó gọi là thành quán niệm xứ. Và đôi khi hành giả đang ngồi có suy nghĩ tới, hành giả niệm là suy nghĩ rồi, không có niệm tâm quán niệm xứ, rồi niệm tiếp tục đó. Quên, cũng như là hết, mà thấy nó ngân, chấm dứt, ngân hành giả quan niệm ngân tất cả còn lại, không giải thích về cái thân thọ tâm, tất cả gọi là pháp hết. Quên tâm quên trở lại pháp, quên cái đó nó xảy ra bây giờ, nó đang có mình mắt mình phải ổn mắt vì vậy nó mất rồi, trở lại bắt một đôi đường đầu tiên trở lại. Thì cái cách hướng dẫn căn cơ, căn cơ thì có căn nè, vì nào vì vậy thiền sư có nhiều thiền sư thì nhân có nhiều cách dạy, có nhiều cách hướng dẫn. Sau khi hướng dẫn nhiều là sư mới chọn một cái là tứ niệm xứ luôn. Vậy hết nè, vì ngài Quên Ca thầy thứ hai mà sư học đó, ngài thuộc về thọ quán niệm xứ. Thì chúng tôi có sứ đồ đối tượng từ thọ qua thân qua tứ niệm xứ, trong lúc ngài không có bằng đồng ý. Chỉ nói là đang học được ngài thọ quán mà sư chưa học hết, mà thầy từ bỏ rồi đổi đối tượng, đổi phương pháp, ngài không chịu. Nhưng tâm từ của ngài rất là tốt, một người thiền sư đó. Ngài mới dặn, biết tánh của sư ông này hay thay đổi lắm. Ngài mới kêu dặn, biết được. Nếu tôi mừng cho sư học một phương pháp nào, nếu ngài ma sĩ sư học cho được đi, sư niệm sư, và nếu sư học cho tôi, sư phải đi theo đường đây của tôi, đường chạy của tôi, sư đừng nhảy qua nhảy lại. Ông nói trở lại, nếu tôi cầu sư, tư học một phương pháp cho rõ đi, rồi tôi rất là mừng. Này, đi tới nơi tới chỗ tôi rất là mừng, vậy ra, nhưng đừng đổi qua đồng đại. Rồi ông nói, nếu mà sau này đó, ông có dạy thiền, ông phải nói cho hành giả biết, đây là phương pháp của ngài Ma Si, là cách hướng dẫn của ngài Ma Si, đây là phương pháp của ngài Upakhin, là thầy của ông. Này, đã dạy được, dạy thọ quán niệm xứ. Bây giờ đây cách hướng dẫn tôi nghĩ sao đó, sư khi học tâm quán niệm xứ, ôi tâm quán này
thuộc về danh pháp rồi. Nó thân quán như ngài Ma Thiết thì tứ niệm xứ đi hết, nhưng nói là tâm quán một cái đối tượng nằm trong thọ đã học rồi, tứ niệm xứ niệm thân đầu tiên học rồi, bây giờ nghe nói tâm quán niệm xứ học thì ngài mà về mình thì học cái ngài rất là tốt, thấy cũng không có bài nghi vì vấn đề phương pháp hướng dẫn. Khi khi hành mới hiểu là nó cái phương pháp này thọ cũng là danh pháp mà tâm cũng là danh pháp. Như vậy thì cái thọ với tâm quan tâm có pháp đâu khác gì. Thế mà sư mấy có hướng dẫn một năm, hướng dẫn mấy khóa thiền thọ quán niệm xứ này, giúp mình trở lại thầy mình còn, ngài quen ca còn, mình phải báo cáo cho ngài tôi dạy phương pháp này. Nhưng hồi trước á, ngài nói nếu mà sư dạy á, sư phải nói rõ đây là phương pháp của ngài Ma Si, đây là phương pháp của ngài Upakhin, thầy có ở đây vì ông còn sống này, còn cái gì sư dạy đó thế học cho ông Upakhin vậy đó, ông dâu vậy đó, nghe là ông khéo nè. Vì lý do đó bằng không ông còn sống sư dạy, ủa vì đó dạy dạy thiền thọ quán niệm xứ thầy có biết không? Ông thấy cái ông dạ ông học với ai thì sư nó học ông ngài Upakhin, ôi ông học với ngài mà Upakhin đâu phải học thôi, ông muốn dạy ông dạy thiền Upakhin dạy ngài dạy đó. Ôi một vị thiền sư rất là sang suốt dặn trước rồi này, một năm trước mình mình dạy kiểu này khi mà nhảy dù á, thầy hồi trước mình còn vừa rằng mình Upakhin mà không lẽ vì nói thầy mình còn mà nói Upakhin dù nói vậy mình cũng không nên là sư cả một năm thôi không dạy nữa. Này bây giờ tiếp tục một trung tâm như vậy, một thiền sinh học thọ quán niệm xứ, một thiền sinh tâm quán sư thân quán, ôi bắt đầu nói khác nhau. Tôi ngồi thấy đây, ông đó ngồi thấy đây, bắt đầu rồi cái thiền viện đã trở lại thành một cái sao trộn công thức này. Vì vậy có trường đại học Mỹ muốn học kỹ sư có lớp đó rồi, muốn học cho bác sĩ lớp đó trường đại học, thay vì cái này cũng là trường sư đặt tên đại sứ niệm xứ này. Ai sau này nếu sư không còn muốn mời vị thiền sư dạy thọ quán mời giải đi rồi thiền sư tâm quán nó sẽ mời giải đi, chính là sư mời một vị thiền sư trẻ tuổi lắm tê tân già đã tệ của ngài sư minh còn sống sư có niềm tin với ngài sư minh đi học những vị này dạy ngài. Tại sao ngài sư minh ngài biết tăng cơ, từ thời đó là sư 60 mấy tuổi rồi thấy chắc biết tâm sư ngã mạng chắc hết. Sư đi xin hành thiền, ông hỏi ở đâu lại, thì nói sư ở trung tâm Ma Si Ba đấy. Ông ở đó ở đại học rồi, tại sao ông lại đi chứ? Như thế còn mong đây đại học cho ngài để biết thêm để mà hướng dẫn hành giả. Ông chấp nhận được ngay chạy cho vị này ở cốc đó đó đà cha thị giả đưa ở một cái phòng sư chờ đợi, chắc ngài sẽ kêu nhà kêu sư dạy thầm rồi là sư mới đi gặp ngài. Ngài bắt đầu ngồi chờ đó, sư đi hỏi phương pháp niệm tâm từ, ngài không nói ăn này nè muốn học tâm từ, ngài dạy thiền quán nè rồi chờ đợi một vị thiền sư nhỏ đó để kiếm lại, vì thiền sư ngồi một bên. Bây giờ sư hỏi ngài rồi cho ông nhỏ đó trả lời rồi. Nhưng một câu hỏi nữa, sư hỏi sư
muốn học thiền tâm từ. Ông mới giải thích tâm từ là gì? Tâm từ là lòng thương, tình thương. Ngài nói biết a tỳ đàm có nó biết lúc biết ngài tiên liền a nô phổ a tô sô a mô. Nếu không sẵn tự nhiên thương, sẵn là không thương đối tượng thôi. Thế thiền quán nếu mà ông không có sẵn nó không là tâm từ tự động mà đây là tâm từ tự động. Còn quy tâm từ phải có đối tượng thiền định đề là ngài. Thế căn của sư đó phải đi thiền quán. Thế ngài giải thích như vậy, ông giải thích nữa. Rồi sư hỏi sư nữa. Rồi bạch thầy, có những người ở bên Mỹ đó, những người nó tâm nó hơi nhập vậy đó, có ma có gì? Ngài nói ma gì mà nhập người. Ngài nói không có ma nhập người vậy đó, ma không dám nhập người, người đó nghĩ thôi, người ta tâm mà tự nghĩ một mình nó nghĩ biết là bao nhiêu ma. Ngài ma chướng đó. Ngài nói vậy không có ma nhập người vậy đó, tâm người đó nghĩ thôi. Đúng như vậy, tâm sân lên ma rồi đó. Thế Đức Phật giải việc phiền não ma, nào là ngũ quan ma nè, tham là sắc thọ tưởng nó nổi dậy đó, điên đảo cho nó, ngũ quan ma vương đó này, rồi cái đó phiền não ma vương, tham sân si, pháp hành mai vương, pháp hành muốn hành vậy, muốn đắc đầu âm, muốn hành như vậy đó, muốn đi sanh vào cõi trời tập giới vô sanh giới vương, pháp hành ma vương này. Rồi chư thiên ma vương đo có chư thiên đời xưa khi Đức Phật thôi, chư thiên ma vương có một lần Đức Phật trước thành đạo đó là thành ra mình mới chư thiên cầu nguyện hồi hướng phước mỗi ngày. Có chư thiên tà kiến nó vì chư thiên đó làm phước, nhưng mà không, đôi khi không tin luật gì ngã nghiệp, mà nghiệp làm phước cũng tình thương gì đó, nhưng còn cái tà kiến còn rồi được sanh gì chư thiên cần có. Ví dụ vì thấy ở trên thế gian này này, về Đức Phật là có bốn hàng người, người như địa ngục, người như súc sanh, người như người như chư thiên này, người như chư thiên đó, nhiều người có giàu có lắm này, giàu có này, nhưng mà rồi lại giàu có thật, người đó ngã mạng tà kiến dễ dở lắm vậy đó, ích kỷ vậy đó. Này, ai muốn giàu hơn không được đâu. Này, ta giàu thấy người đó giàu hơn ghét. Này, như vậy người đó thuộc về tà kiến, này, ganh tị. Này, như vậy, thầy nói, nó khiến người nghèo khó tâm rộng rãi, người đó giàu, tôi mừng giàu. Đôi khi, ôi, anh có phước quá chị. Nói thật, tại sao anh biết, anh sanh rồi anh giàu. Này, tự nhiên giàu, rồi tôi làm ngày làm đêm vậy đó, mà tôi không có tiền như anh như vậy, mà đây là anh có phước. Ồ, như vậy thì thấy, này, vậy mới có cái hạng người như vậy. Đấy. Thì chư thiên cũng có hai loại chư thiên tà kiến và chư thiên chánh kiến các ta. Khi Đức Phật còn thầy chế dạy như đó, thầy năm cái mà đó là... Vì vậy thì sư hướng dẫn rồi hướng dẫn tổng quát nhưng đối tượng đầu tiên là thành quả. Tại sao sư đi hành thiền, sau khi hành thiền 6 tháng tự nhiên cái thân quán này nè nó trở lại, nó hào khí sư này, thân quán hào khí sư này, như vậy đó thân quán. Thì sư mới qua bên đây dạy thân quán, đâu có dám dạy thọ quán. Cái ngày quên ca có một năm á, 17 năm rồi đó, sư mới đi học cho ngày sư mình hiểu là hiểu tâm quán như nào, ôi giống nhau thì sư muốn dạy. Tại ông vị sư nhỏ đó, sư hỏi nào là vấn đề đó, ngài không kêu lời chỉ trực tiếp ngài sư mình rồi thấy khách tới đó, khách tới không dám hỏi, bắt đầu sư thơ mơ. Vậy ngoài ngài đó, thấy ngài bận, không điều kiện mà gặp ngài, mà ngài không có kêu. Sư chờ đợi 1-2 ngày, không kêu. Sư mới hỏi, vậy trong trung tâm này, ngoài ngài có ai thế ngài không?
Rồi đại tể mà là hướng dẫn sư đi chỗ ngài Sư Minh á, nó có một vị trẻ trẻ đó mới xuất gia Mộc Hạ, người đó hướng dẫn người Miến Điện này, hướng dẫn người Miến Điện vậy, có người thông dịch người đó nó có, tôi có bạn thông dịch mấy cô thét thét này nè, xin gặp chi thủ tá thiền sư đó, ông nói một nửa tiếng một tiếng về tâm quán, sư không hiểu tại mình học thân quán quen, thọ quán quen rồi, biết kỹ thuật của thân quán, biết kỹ thuật của thọ quán mà, nhưng mà tâm mới. Rồi cuối cùng sư thắc mắc, thầy như thế nào gọi là tâm quán niệm xứ này, đã học tứ niệm xứ hướng dẫn nhưng mà khi thân rồi mới thấy tâm sao, rồi đây như thế nào gọi là tâm quán niệm xứ. Ông này hỏi, ông không nói gì hết, ông đã, ông chỉ trực tiếp, ông ngồi, ông lấy tay động gì, sư biết, sư nói à biết, đó tâm sư đó đó, ông nói tâm sư đó đó, động biết không biết, đấy tâm, thầy trong đó đâu có nghĩ gì, nghĩ cái động biết, động biết hả, tâm mà, động biết, ai động biết đã học cái thọ quán rồi, này đào nhất hết rồi động biết, thầy chỉ đi kinh hành thôi, đây có ngồi nhưng mà đi kinh hành chỉ động động thời kiện. Nè, cái mặt bước để ý đụng đụng luôn luôn là đụng, chuyển động ẩn trong đó này gió, nhưng mà để ý đụng là thọ, thọ là tâm rồi nè, danh pháp sắc pháp đấy, hay bắt đầu hiểu đi, cũng mau hiểu, mau hiểu này, nhớ lại bạch thì bà mà đó mười mấy năm mà gặp tại Mỹ nè, ngày mới nói nè. Đây bà Thị Ma Hình đó, đây là một người nữ giỏi, chưa có một vị nào mà sư học, mà tại bà là người cư sĩ, hỏi gì bà nói hết à, còn các vị thiền sư đâu, đôi khi hỏi, rồi ngài hỏi mình trả lời, đây chính là sư ở trung tâm Ma Si đó, còn một câu về trước khi về phải hỏi đó thầy. Sư hỏi cô ta xin bắt thầy, con không thắc mắc gì, con không biết thầy ngài sư đang hành thiền ở đây sao tháng, con lạc thấy đâu. Ông biết chứ. Ai nói chỉ Đức Phật mới nói ông như vậy, ông hành ông biết chứ, ôi thôi đúng hành mình biết, cho điểm mình rất là cao. Cho điểm mình rất là cao. Thầy cứ nghĩ mình hành mình biết, rồi cho mà từ cho điểm mà có cái ngã mạn trong đó, nhưng mà tại mà nó ẩn cái sự người biết của mình đó, giáo lý đâu có biết nhau. Năm 1980, 1984 bà đi Burma này, bà tìm Mỹ, cái dịp bà đi qua thành đô này để nhắc lại lịch sử thiền sư, vì câu hỏi này hướng dẫn các thiền sinh đó, bằng cách nào cho tiên bảo. Rồi sư đã có niềm tin với bà rồi, có học cho bà mà không tay đầu vậy. Hỏi bà, sau này sư muốn đi Miến Điện đi học tìm, học cho ai? Ngài nói đi học cho ngài Ma Si, bà cũng nói rồi. Cũng ngài nên ra, cũng ngài Ma Si, đó vậy đó. Ôi, cái duyên nó câu chuyện vậy đó. Thôi chấm dứt cho đó. Vậy là bà Tipama đó ngồi nói chuyện giống như tình mẹ con. Bà hỏi, vậy sư hành thiện ở bên Miến Điện đó, sư cảm giác kinh nghiệm này, sư chỉ nói vài câu thôi, bà nói điện này đó, bà nói sư kinh nghiệm tới đâu này, vì bà đó người tu sĩ không luộc tắm mà chưa tăng không được, không cấm không đó. Dù ngài biết ngài không nói, ngài nếu ngài nói học trò sẽ đánh giá ngài, ngài không nói rồi. Vì vậy tại trong luật thứ tư đó, không được khoe pháp bậc cao nhân, nếu không đạt thiền, nói là đạt thiền người đã phạm bất công trụ, không phải là vị tỳ kheo, không đạt đạo, nó là đạt đạo mà không có, nói như vậy là phạm này, là phạm. Rồi các ngài nghe đó,
giữ rất là kỹ mộc, không nói cho giả so sánh, nói ra mạng người đó từ đó. Vậy ngài phải có quyền năng biết, ngài rất là tỉ mỉ, ngài nói vậy chỉ Đức Phật thôi, nói với ông rồi. Sư cho sư rất là cao. Gặp Bà Ti Bà Ma, có một người thiền sinh ở Pháp nhập hạ tại kỳ viện. Thì ngày đó Bà Ti Bà Ma tới, bà chờ đợi Bà Ti Bà Ma tới, thì máy bay gần bay, bà chờ đợi gặp Bà Ti Bà Ma, bà mới lên máy bay. Thì Bà Ti Bà Ma tới, bà đảnh lễ bà thăm, bà giải thích cái vấn đề, bà hành thiền, rồi bà đi. Rồi sư hỏi bà, vậy bà đã kinh nghiệm, bà nói rõ bà kinh nghiệm như vậy, nói rõ thật là xuất sắc. Rồi ở một ngày, hai ngày, ba ngày, có câu chuyện nói chuyện đạo đức hỏi đâu. Vậy sư đi bên đèn đó, sư hành thiền, sư chỉ nói vài cái cảm giác giống là hành giả đây đó, hành giả câu thứ nhất này, bà biết liền. Bà, mà bà nói thật, ông hành tay đó thay đó, nói rất là rõ. Hay thầy một vị này, một lần đầu tiên mà sư gặp mà trong cuộc đời đó, Bà Ti Bà Ma, bà người cư sĩ, bà giữ ngộ giới, thầy Phật đâu có cấm bà, nà bà đâu có nó khoe pháp, thì bà giữ ngộ giới có làm sao. Nhưng mà bà có Abhinnya đây, bà có thần thông, nà về thần thông, về biến và về túc mạng minh, mấy cái thiên nhận minh, thiên nhận minh, túc nhận minh. Câu chuyện sư không thấy bả bay được hay vậy đó. Thầy cái chuyện đó không thắc mắc, định tâm mà Đức Phật nè, đừng nghĩ tới đậm. Máy bay nó làm bay hàng ngày đó, vì thế có người làm á, đâu phải thánh nhân làm á, suy nghĩ làm á. Mấy bữa rồi nó đi rocket, nó đi một bay, nó đi rồi này, đi tới tạm không gian vậy đó, con người đi á. Thì cái vấn đề mà định tâm ra như vậy, thì bà rất là giỏi biết tâm. Khi bà còn khỏe, bà theo dõi tâm được. Cái bằng chứng sư hành thiền quá đầu tiên, bà nói sư gặp khó khăn gì, bà nói cái khó khăn đó sẽ vừa qua, bà nói như vậy đó. Thì đúng lúc đó đâu có biết gì đâu, nhưng có niềm tin bà đó nói như vậy, cứ như vậy ở trong đầu óc. Sư gặp khó khăn ra, bà nói vậy rồi tiếp tục nữa, cứ như vậy. Nào, đâu có đơn giản. Nào, tùy theo Ba La Mật. Một người đi học chung với sư, một khóa học cho Bà Ti Bà Ma thành công, mà sư theo dõi coi 14 năm. Đâu có đơn giản, mới hiểu nhiều như vậy về phương pháp như vậy. Thì ở đây là sư mới đặt rồi, đại tứ niệm xứ này, thì hành hết đó. Thì giống như gặp tâm thì hướng dẫn tâm, nhưng đối tượng đầu tiên là quan sĩ. Thầy trong kinh Đức Phật nói quan thân, quan thọ, quan tâm, quan theo thứ tự từ thô lên đi vi tê. Như vậy ai có tâm tham nhiều thì hợp với thân quản niệm sư. Đó là chú giải sư có đọc thấy. Tham thô, còn tham vi tế hợp với thọ quản niệm sư. Còn kê bằng kiến thức thô nghĩa là kiến thức mạnh thì hợp với tâm quản niệm sư. Và kiến thức vi tế hợp với pháp quan thì ai biết như vậy, chỉ Đức Phật thôi. Thầy mình đi tìm thầy mình học thôi. Thầy vị nào kinh nghiệm gì với phương pháp nào vì đã học, nhưng khi mình nói ngài nói là giải tứ niệm xứ hết ra. Nữ niệm xứ quy niệm này nó liên quan kia, liên quan của dự hội. Chỉ hồi nãy người đầu tiên theo dõi phòng xẹp bắt đầu nó mệt thuộc về thọ, thuộc về tâm rồi. Thân mệt lúc khi tâm mà tùy theo trường hợp này, rồi giải thích thọ suy nghĩ không phải là thân tâm rồi,
niệm sư nghĩ nghĩ này, tới niệm sư rồi thành ra sư chọn. Nhưng sau này nếu vị thiền sư nào dạy tâm quán thì sư biết mời dạy, rồi vị nào hỏi thọ biết mời dạy, không có chướng ngại gì hết à. Vì trường chỗ này là trường đặt là đại tứ niệm sư này, còn ở đây thì vậy đó, sư hướng dẫn theo từ từ như vậy. Còn nếu vị cốc rất là nhiều, tôi thích thọ quán sư ở cốc đó thành đi, tôi thích tâm ở cốc đó hành đi này, thì có thể là để ai cũng dừng cốc đó, đó là thần quán niệm sư, ai cũng dừng cốc cốc khác để thọ quán niệm sư. Cái lẽ đại như vậy, cái ai học niệm sư nào có thể nên tập như vậy. Thế đó là câu hỏi của hành giả bên này, hướng dẫn như thế nào? Sư hướng dẫn là như vậy đó. Và nếu quý vị có cái khiếu nào thêm thì có lẽ hướng dẫn chỉ tâm vậy đó, cứ theo dõi tâm rồi. Nếu vì đó đã có cần như vậy, không cần qua theo dõi thọ của Đức Phật hết rồi. Rồi theo dõi thọ thì đối tượng đầu tiên, nhưng dù thân thọ tâm pháp nó ở, dù thọ dù tâm cũng phải cái thân này. Vậy đó, con người ở xứ này phải danh sắc như là thầy ngài quán giáo cũng vậy, thọ cũng ba ngày hơi thở, hơi thở là thân quán niệm xứ. Nhưng hơn ba ngày bắt đầu hành giả sẽ đi sâu ở vô trong thiền, thiền định chà na thiền vô thiền. Ba ngày, ngày thứ tư ngày kéo ra thiền thọ, bắt đầu đưa thọ quán, rồi không cho ở trong hơi thở lâu. Quy hơi thở mỗi này nè, đưa lên thiền định. Nó, trong kinh rất là rõ, khi Đức Phật dạy quán thân á, quán thọ, quán phạm pháp, khi mà trong thiền này kêu một samadhi định tâm cả hai, samatha chana vipassana chana hai, cái thân quán này đưa đi thành thiền định có và thiền quán có, mà chú tâm hơi mỗi á, thường thường là thiền định. Vì vậy ngài mới để tâm đi bụng này, thân quán thân là phải xúc à, này xúc là động. Thế nên hồi nãy vị thiền sư hỏi, sư hỏi tâm ở đâu, ông động thân này thì biết nó thân thức rồi đó. Như tâm nó ở trong sáu chỗ mắt tai mũi lưỡi thân thì tâm nó rộng lớn. Ông giáo pháp có được Phật học không hết, học thì chết học không, nhưng cần kinh nghiệm thôi. Đấy, để mà trong thời đại này, để mà xả ly thoát ly, Đức Phật có bao nhiêu thôi, xả ly thoát ly trị bình tâm. Đó, rồi khoa học thành công nó trị, bây giờ đó vẫn còn chưa giải quyết được cái bệnh dịch bây giờ đó, cái thần cách ly vẫn giữ quý thấy. Đấy, vẫn giữ à, thì mình luôn luôn kiện thoát ly hay là xả ly của Đức Phật dạy. Vậy thì bây giờ còn vài phút đồng hồ, nói mời quý vị vào thiền. Đây gọi là Vipassana Chana, thiền tuệ. Đó, thiền thì nói là hướng về cái tuệ định, kêu bằng chánh định, là chánh định đối tượng của ta thuộc về tuệ quán. Rồi mời quý vị chuẩn bị cúng dường Đức Phật bằng sơn đạo. Mời Phúc ra mô Phật cúng dường 50 phút. Rồi kế đã thay chương trình trái tâm từ. Mời quý vị ngồi dừng. Chừng 10 phút, 15 phút.
cái chân niệm đối tượng đầu tiên thân quán, sau bất cứ đối tượng nào sinh lên trong lúc bây giờ thực tại hiện tiền, quý vị ghi nhận.
Sampe sankhara nicchati yada panyaya passati athanem pindate dukkhe esamanko visuddhaya sampe sankhara dunkhati yada panyaya passati athanem pindate dukkhe esamanko visuddhaya sampe dhamma anantati yada panyaya passati athanem pindate dukkhe esamanko visuddhaya anicca vata sankhara uppadavaya dhammeno upanchantva nirochanti te sambho pasamasaka anicca vata sankhara uppadavaya dhammeno upanchantva nirochanti te sambho pasamasaka anicca vata sankhara uppadavaya dhammeno upanchantva nirochanti te sambho pasamasaka. Gần qua công đơn Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Quá tư nhân sâu màu, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Gần qua công đơn thâm ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Quá tư nhân sâu màu, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Dân qua cũng đến tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Quá tư nhân sâu màu, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Thế Tôn lời giải tỏ tường, năm điều quan tưởng phải tưởng xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đáng an mạnh lành. Ta đây sự chết ta sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt sau tạo ra tự mình. Theo ta nhớ bấm theo hình, ta thọ quả bao phân minh kết thành. Khi tuệ quan chiếu ta tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay,
và cả ly phiền não khổ nào là thân tình đam ai lại chớ quên khi tuệ quang chiếu ta thường các hành vốn dị đau thương khổ nạn thoát ly phiền não chán nhàm là thân tỉnh đạo niết bàn tìm đâu khi tuệ quang chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta thoát ly phiền não ác ta là thân tỉnh đạo chẳng xa lối về. Ikaya ro ayang vikave mago satanang visuttiya sokabharidevanang samatikamaya dukkha domanasanang atangamaya nyaya sati gamaya nirvana sa sacchikiriyaya yadidam chataro sati vatana katame chataro itapi kave piku kaye kaya nuvasi viharati atavi samvacano satima vinaya loke apicca domanasam vedana suvedana nuvasi viharati atavi sambhajano satima vinaya loke apicca domanasam citte cittanuvasi viharati atavi samvacano satima vinaya loke apicca domanasam dhammesu dhammanuvasi viharati atavi samvacano satima vinaya loke apicca domanasam aham averohomi abhyavacchomi anigomi sukhiyatanam Pariharami mama mata vitu acariya cha nyati metta cha sapramacharino cha
avera andu abhyavacha andu aniga andu sukhiyatana variharandu imasamin arame sabe yogino averandu avyavachandu anigandu sukhiyatana variharandu imasamin arame sabe bhikkhu samane raja uvasaka uvasikayo cha averandu abhyavachandu anigandu sukhiyatana variharandu amakam chatuvachayarayaka averandu abhyavachandu anigandu sukhiyatana variharandu amakam arakarevata ivasamin vihare ivasamin avase ivasamin arame araka devata averandu avyavachandu anigandu sukhiyatana variharandu sabe sata sabe vana sabe buddha sabe bhogala sabe atabhava variyavana sabha itiyo sabe purisa sabe ariya sabe anariya sabe deva sabe manusha sabe vinivadika averandu avyavachandu anigandu sukhiyatana variharandu dukkhamucchandu yatalata samvadito mavigacchantu kammasaka purati maya disaya pakshi maya disaya uttaraya disaya dakkhinaya disaya purati maya anulisaya
Pachimaya Anurisaya Uttaraya Anurisaya Dakinaya Anurisaya Hetimaya Disaya Uparimaya Disaya Sabbe Satta Sabbe Bhana Sabbe Buddha Sabbe Bhugala Sabbe Atta Bhava Variyamana Sabba Ittiyo Sabbe Purisha Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusha Sabbe Vinivadika Ave Rahantu Abhyavachantu Anigahantu Sukhiyatanam Bariharantu Dukkhamucchantu Yathalata sambhadito Mavigachandu kammasaka Utang yava bhavagacha Ato yava vichito Samanda chakavalesu Ye sata pata vichara Abhyavacha niveracha Nidukacha nubhanava Utang yava bhavagacha Ato yava vichito Samanta chakavalesu Ye sata urake chara Abhyavacha niveracha Nidukacha nubhanava Utang yava bhavagacha Ato yava vichito Samanta chakavalesu Ye sata akase chara Abhyavacha niveracha Nidukacha nubhanava Imaya Dhammanu Dhamma Vati Vatiya Bhuttaṃ Bhujjami Imaya Dhammanu Dhamma Vati Vatiya Dhammaṃ Bhujjami Imaya Dhammanu Dhamma Vati Vatiya Sankhaṃ Bhujjami Imaya Dhammanu Dhamma Vati Vatiya Mata Pitaro Bhujjami Imaya
Dhammanu dhamma vati vati ya Achariye puje Atai maya vati varaya Charamaranam Parimuti sami Idang me punyang Asavakaya vahang hodu Idang me silang Megapala nyanasa Kacayo Imang no punya bagang sapa satanang dema sape sata sukita satu 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 Chư thiên ở trên ư không a địa cầu tương ư rõ tông mọi điều Long vương cần lực có nhiều a đông xin hoan nghĩ phước điều chúng tôi a hộ trì phật giáo tăng bội các quần thầy tổ an vui lâu dài Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai à, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng tôi vui tu đạo màu à, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây ấy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi la. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Ngài đã ban cho chúng con bài pháp quý báu tối hôm nay. Dạ, chúng con sẽ tiếp tục tu tập cho đến tối ngày mai. Dạ, ở đây cũng xin ban tổ chức cũng xin thông báo là ngày mai là ngày cuối cùng trong khóa thiền 10 ngày. Và vào tối ngày mai cùng cái thời gian này thì Ngài sẽ hướng dẫn lễ bế mạc khóa thiền. Sau đó thì sẽ có chương trình tu tập tu đầu đà thức trọn đêm để cúng dường Đức Phật trong ngày lễ Quê Sắc. Ngày mai cũng là chính là ngày lễ Quê Sắc trong năm nhuận rằm tháng tư. Thì ở trên cái bàn thì ban tổ chức có để sơ cái có biểu để cho quý Phật tử có cái khái niệm. Thì sau khi mà sau cái khóa thiền ngày mai cái giờ này bắt đầu
cái thời gọi là Tu Đầu Đà, thì từ từ 7:30 cho tới 7:30 thời của Florida cho tới 6:00 sáng hôm sau thì có cái chương trình tu tập liên tục. Thì đại khái là có 4 cái thời: canh 1, canh 2, canh 2 và canh 3. Thì canh 1 là từ 7:30 cho tới 9 tới 10 giờ, thì khi đó là ngài sẽ hướng dẫn, sau khi thời khoảng khóa thiền thì ngài sẽ hướng dẫn để chúng ta thọ Đầu Đà, và khi đó sẽ tụng kinh tiểu sử Phật Thích Ca. Sau đó thì chúng ta có nửa tiếng đi kinh hành. Cái thời thứ hai là canh 2, thì từ 10:00 cho đến 12:00 thì cái đó sẽ tụng kinh Phật Cảm Thắng Ma Vương. Sau đó sẽ có phần chia sẻ kinh nghiệm, và sau đó ngồi thiền, và cũng có nửa tiếng đi kinh hành. Cái thời thứ ba vào giữa đêm khuya, thì khi đó thì cũng tụng kinh bài Vô Thường Khổ Khổ Não Vô Ngã. Khi đó sẽ thỉnh ngài về chánh điện để ngài hướng dẫn Phật pháp trong đêm khuya, hướng dẫn Phật pháp, rồi sau đó thì mọi khi và cũng có nửa tiếng để đi kinh hành, nghỉ ngơi, đi vệ sinh. Và cái thời cuối canh ba từ 2:00 tới 4:00 sáng của Florida thì cũng tụng kinh bài Phật Nhập Niết Bàn, kinh Tê Giác. Sau đó cũng có phần chia sẻ kinh nghiệm Phật giáo pháp và ngồi thiền, và cuối cùng thì tụng kinh Tâm Từ và hồi hướng cho tới 4:00 tới 4:30 thì giờ đó nghỉ ngơi và vệ sinh, và 4:30 thì bắt đầu chương trình tụng kinh Công Phu Buổi Sáng của quý sư bên Đại Niệm Xứ, là tụng kinh Tam Bảo bằng tiếng Pali, và ngồi thiền cho tới 6:00. Thì đó là cái chương trình đại khái là như vậy. Nếu mà có thay đổi gì thì ban tổ chức sẽ thông báo thêm. Những cái bài kinh thì ban tổ chức có bỏ vô cái Google Drive. Nếu mà quý Phật tử có cần muốn có tài liệu này cũng có thể vào để mà download cho chính mình, cũng như những cái bài kinh những tụng mà chúng ta thường dùng ở đây, kinh Tâm Từ vân vân, trong cái Google Drive mình có tất cả trong đó tài liệu. Thì nếu mà cần, quý Phật tử có thể liên hệ ban tổ chức để mà biết cái Google Drive đó là ở đâu vân vân. Và thì cái chương trình đó là như vậy. Thì chúng ta còn một ngày để tu tập cho đến ngày mai, mong là tất cả sẽ tiếp tục cho đến khi mà mãn khóa, rồi tiếp tục nếu mà có khả năng để mà tham gia cái ngày đêm tu Đầu Đà và cùng nhau tu tập để mà sáng hôm sau chúng ta hoàn mãn, thì tất cả phước báo này chúng ta sẽ có dịp để mà cúng dường đến Đức Phật trong ngày lễ Quét Sắc, cũng như là những tất cả phước báo này chúng ta cúng dường tất cả hướng tâm về Đại Niệm Xứ Thiền Viện để mà cúng dường ngài. Còn mong ngài luôn nhiều sức khỏe an vui, cũng như là cũng là chư phước tất cả chư thiên ở mọi nơi, nhưng mà chư thiên cũng ở Đại Niệm Xứ Thiền Viện, mong cho công việc Phật sự tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện sẽ thành thụ viên mãn. Và vô Phật, đó là chương trình. Thì bây giờ là chúng ta tới thời là đi kinh hành. Có nhiều nơi sẽ là nghỉ ngơi và chúng ta đi kinh hành, và bây giờ thì cũng là cái thời để thông dịch ra tiếng Anh. Sẽ nhờ sư cô Thiên Tuệ. Now is the translation. We also want to announce, before the translation, we want to announce that tomorrow night is the closing ceremony around this time. And then after that will be followed by a night of practicing Tudanga. We call it Tudanga. That means the whole night staying up to practice, to share the Dhamma, to chant. You are invited to join us also. And we have the schedule, but most of them are in Vietnamese. So we don't know if we will have time to translate in English during the night retreat or the Tudanga or not, but we will try. But most of the time will be sitting meditation also, walking meditation also. The idea is to stay up all night to practice, so that we can all pay our homage, offer to the Shippo Jam and offer to our teachers. May our teacher be well, happy, and peaceful. And now will be the translation. Sayole Amara Meta Sare. Let me see if the speaker is on. Her speaker is on. I got it. Okay, sorry. Okay, thank you, Sarah.
Hello, everyone. I will start today's session for the Dharma talk from Thursday. Sarah, it's very essential. Turn off your microphone. Okay, I'm going to turn it up. Testing. Okay, it's better. All right, so today Dharma Talk strategies continue to answer questions of yogis. The first question was, why practicing Vipassana meditations and paying attention to the rising, falling of the abdomen? When the abdomen rising, the yogi paying attention and notice rising, and when the abdomen falling, the yogi noticing falling. Sometime during the notice, yogi would see that their thinkings or thought arise. And when that happened, yogi continue to notice thought or thinking. After noticing a while like that, the yogi noticed that the breathing was a bit shorter, and sometimes there is unpleasant feelings arise. And when that things happen, the yogi would noticing shorter breathings or unpleasant feeling. And after keep on practicing a while, the yogi feel like there's this floating feeling, and the yogi again would notice a label floating. So there was the first time the yogi practicing this method, and the yogi want to know what would Sarah instruct about his or her experience. So the answer Sarah gave was, why the yogi noticing the risings and falling of the abdomen? That is Kaya Nupassana, which is the foundation, mindfulness foundation based on the contemplations of the body. When we breathe in and the abdomen rising, and breathing out, the abdomen's falling, that is the Kaya Nupassana, the contemplations of the body, because all these things has happened within the body. And when the yogi paying attention and having mindfulness of the rising, falling, that is practicing Kaya Nupassana. And why noticing rising, falling of the abdomen if thinking comes, and if the yogi was be able to catch the thinking or labeling thinking, like thinking, then if that thinking doesn't disappear or go away, or yogi does not coming back to the rising, falling at the main object, and if thinking could continue, and yogi keep on noticing thinking, just like one thinking after another, one thought after another. So for Sayuriji say that if the yogi was able to notice that very mindfully, seeing one thinking after another, just like a flowing of different kind of thinking, but just not one continuous thinking, then that is Citta Nupassana, the meditations on paying mindfulness of the mind. And why noticing these thinking, if yogi go back to the risings and falling, and noticing the risings falling, and then if yogi have these kind of feelings of unpleasantness or suffering that arise, why noticing the risings falling of the abdomen? Again, if yogi was able to notice that, be mindful of it, and labeling it just such as unpleasant feelings or suffering, again, this is another Nupassana, which is Vedana Nupassana, mindfulness of the feelings. So based on what yogi experienced, Sayuraji said it was very good. It was nothing wrong with it, because basically yogi was trying to notice or labeling all these different kinds of foundation that the mindfulness based on. First is a Kaya Nupassana, which is mindfulness on the body. And then Citta Nupassana, mindfulness of the mind, of the knowing mind or the thinking mind. And then lastly, when yogi experience unpleasantness or unsuffering feeling, that is Vedana Nupassana, which is mindfulness on the feelings. So Sayuriji say that this is good if yogi can keep on noticing and labeling it.
And the more the yogi noticed and the more mindfulness that yogi developed, the better and the more experience the yogi would have. After all, whatever happening between the bodies and the mind, they all the dharma. And then all the dharma have the same three characteristics or the three common characteristics, which is anicca, dukkha, and anatta, which is impermanent, sufferings, and non-self. So that was Sayuji has for the first question. For the second question, the question was, why the yogi chanting Paritta Sutta, yogi feel like there was words coming out of the yogi mouth and drop down. So the yogi have this experience where the yoga feel like the yogi saw the word literally coming out of the yogi mouth and drop down as the yogi was doing a Paritta chanting. So yogi was asked Sayuji, could Sayuji explain a little bit of the yogi experience for that? The answer Sayuji gave was, every yogis have different experience. Everyone have different experiences. Everybody's have all the experience are different from the other. So it's very hard for him to know everything, but he would be able to explain in theory what he think happened during that time the yogi had. So why chanting the Paritta Sutta? If the yogi remember the word by heart, and that means that the yogi have to see the word beforehand already, that it was have that the word would be imprinted in the yogi mind, and after that there would be saying it out loud or chanting it along while the yogi is chanting. So for the yogi be able to chant or say it out loud, these verses or these words of the sutta, then that's the yogi require first of all is vitakka and vichara, which is sustained applications, and I'm sorry, initial application and sustained thought. So that the yogi would have to pay attention to that, bring the intention towards that verse or that word, and then has to have concentration to bring that word into sound. So when the sounds comes or when the sounds arrive, that is rupa. All that things is just rupa. And then for the yogi was be able to speak or sound, that is the movements or the characteristic of the wind, that to push the sound out. So that again, another characteristic of rupa. So all these things from each letter forming to the word, combined to word, understanding, knowing that word by heart, and be able to put these words together and speak it out to become a verse or a chant. These are all the nature phenomena that happening between the bodies and mind. From initial application to sustained thought to concentrations, bringing out for sound to arrive, that is all from nama to rupa. And then when the sounds arrive and it disappears, that again is the natural, is the working of the natural phenomenon. Because like any dhamma, like any things, phenomena that happening, it always comes and go, just like the sound. When you speak, there's sound. When you don't speak, there's no sound. So when this yogi say the word of the Paritta Sutta, then there will sounds come. And then there's the word and, then there was no sound and continue like that. It just comes and go and comes and go. So based on that, the yogi can also understand the working of the natural phenomena. Everything is come and go. And then for the yogi to be able to understand, remembering the word, combine the letter into word, saying the word out loud and be able to follow the word to make it into one chanting. These are all the working of nama rupa, minds and matters. It's nothing else. And again, Sayuji explained that each yogi have different experience. No one have the same experience like the other. So Sayuji only try to explain what he think that happened in theory for yogi experience. And Sayuji said that only the Buddha would know for sure. Because back in the Buddha time, the Buddha taught 84,000 different kinds of dharma, different kind of methods to help the sentient beings to realize the dharma, to understand the Four Noble Truths. Because only the dharma would have the power or the wisdom to see
the different temperaments, different characteristics, different behaviors of different being in order to explain or to show what is the best way or the best approach or what kind of experience that happened to such yogi. So Sayadaw also gave one a story. Back in the Buddha time, there was a group of bhikkhu. After leaving to the forest and practicing meditations for a while, a group of bhikkhu came back and see the Buddha just because they wanted to ask for different kind of objects for meditation. And then the Buddha would ask for their experience, what kind of experience they had. And the groups of bhikkhu would explain their experiences to the Buddha. And then the Buddha said things like, Sabbe sankhara anicchati, sabbe sankhara dukkati, sabbe dhamma anattati, which is whatever experience all these all the bhikkhus have, all dhamma have the same characteristic or common, the three common characteristic, which is anicca, impermanent, dukkha, suffering, and anatta, non-self. So as long as your experience happened, whatever experience the yogi experienced that happened to fall within one or all three of these characteristics, which is impermanent, anicca, suffering, dukkha, and non-self anatta, that is the right dhamma. So that what Sayadaw has for the second question. For the third question, there was two part. The first part was the first part of the question was the yogi heard that for a person who vowed to work on the bodhisattva path would not become a sotapanna, which is a stream enter in this very life. And it's because when a person become a sotapanna, a stream enter, a person only have 7 lifespan in the human form. So, and yogi was just wondering what could your Sayadaw explain a little bit about why a sotapanna or cannot become a, I'm sorry, why a person who vowed to become a bodhisattva can work on the bodhisattva path cannot become a sotapanna. So for this first part of the question, Sayadaw explains was for a regular person, let's say a bhutujana, a normal person, not an ariya, not a noble person, want to become a Samma Sambuddha, which is the fully enlightened Buddha, then that person would vow to walk on the bodhisattva path. So a bodhisattva meanings is a regular, a bhutujana, a regular person vow to become a Samma Sambuddha, a fully enlightened Buddha in the future. So for this being to have such vow, this being to have to fulfill 10 paramis, all kind of different kind of obstacle to fulfill all these paramis, to overcome all the obstacle in order to become a fully enlightened Buddha. So for that, if this bodhisattva practice vipassana meditation, this bodhisattva can only reach to the highest level of vipassana meditation for a bhutujana, for a regular person. This person cannot cross over to become an ariya or a noble person, because if this person, this bodhisattva cross over to become a sotapanna, a stream winner, that means that this bodhisattva already used the dhamma of Gautama Buddha to become a disciple of Gautama Buddha. And if a disciple of Gautama Buddha cannot go on to become another fully enlightened Buddha in the future. So again, I will repeat that for a bodhisattva to practice vipassana meditation, the highest level of jnana, insight, knowledge that person can get is the Sankarubeka jnana, which is the knowledge which regard mental and physical state with equanimity. That's it. That is the highest level that person can reach. Because if the person can keep on practicing and reach higher level, that person will
cross over to become an Arya. And if a Bodhisattva become an Arya through the teachings of Gautama Buddha, that Bodhisattva would have been becomes a disciple of Gautama Buddha. And because of that, such person cannot go on to become another fully enlightened Buddha. So therefore, a Bodhisattva cannot become an Arya if they are working a vow to become a fully enlightened Buddha. And then Sayadawji also give an example or a story that he had. So back in the days, he had some friends from Thailand back at the university. And his friends from Thailand practiced very ardently and very wholeheartedly Vipassana meditations. And he also reaches the highest level for a Buddhujana before crossing over to become an Arya, which is the Sankharupekanyana, the knowledge which regard mental and physical state with equanimity. And upon reaching that level of insight, which is a very high level of insight for Vipassana meditation, that friends of Sayadawji came to other people and say, come friends, I will teach you Vipassana meditation. And then because that person believed that he has already crossed over and becomes a Sotabana or an Arya, a stream winners or some kind of a noble person. And then because of that, at that time, the meditation teacher of that person or that monk knew what was going on. And then the meditation teacher asked the monk to come over, or the yogi, that person to come over and ask about his or her experience, assuming it's a monk, so ask about his experience. And the monk would explain his experience to the meditation teacher. And then the meditation teachers asked the monk, do you have the wish to become a Bodhisattva wish to become a fully enlightened Buddha? And then after thinking, the monk say, yes, I do have that vow. I want to become a fully enlightened Buddha in the future. So the meditation teacher explained to the monk that, okay, if you have that vow to become a fully enlightened Buddha in the future, then you cannot cross over, or you cannot become an Arya, a noble person in this very life. In order for you to do that, you have to disvow. You have to not want to become a fully enlightened Buddha, or you have to avoid or deny your Bodhisattva path. So after thinking a while, the monk would say, oh no, I don't want to do that. I want to, again, still become a fully enlightened Buddha in the future. So therefore, that story explained that because of that, the highest level of jnana, insight, knowledge that monk has is only the jnanas of Sankharupeka jnana, the jnana that this regard both mental and physical state with equanimity. And that is for Buddhujana, a regular or noble person to achieve. Sayadawji also explained that take example for people now that go to school. The student go to school from kindergarten all the way to the 12th grade, and they graduated. After high school, they graduated. So for a person or for the school, that is their obligation to teach from 1 to 12 grader, and that's it. But if a person want to continue to go on to college, or have a master degree or a PhD degree, that is totally up to the person and based on the condition that whatever there's background noise. So the school can, the government or the public school can only have from 1 to 12K grader. And then after that, if the person wants to go to the university to get a BA degree, a master degrees, or a PhD degree, that is up to the person and up to the condition that can see if that can be accomplished. Just like that, for a regular person to be able to attain the highest jnana
inside knowledge is the jnana or the 11 jnana, the sankha upeka jnana. But if a person want to cross over to become an Arya, then that person have to have a wish or desire to end suffering and to realize the Four Noble Truths in this very life. Otherwise, that person might not be able to attain what they wish for. So that was the first part that Sayoichi explained why the Bodhisattva or a person who have a Bodhisattva vow cannot cross over and become an Arya in this very life. And the second part of the questions, the yogi asked, if Sayoichi can tell us what do we need to do in order to be more, to have more effort and in order to progress in our practice. I'm sorry about the background noise. So for the second part of this question, Sayoichi gave some stories about his practices back in the day. So the first time when Sayoichi started practicing Vipassana meditation, he practiced with the first teacher was Goenkaji. And he practiced with Goenkaji for 6 years in India. And for Goenkaji, the method that Goenkaji taught was Vedana Nupassana, which is mindfulness founded on the contemplations at the feelings. So there's Satipatthana, there's four foundations. Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Jeta Nupassana, Dhamma Nupassana. So mindfulness founds on body, feelings, mind, and Dhamma. So for Goenkaji, he taught Vedana Nupassana. Mindfulness founds on the foundations of feelings. So during 6 years that Sayoichi practiced with Goenkaji, he learns a lot. And this lineage starts from Lady Sayadaw. Lady Sayadaw taught this method to Ute Sayoichi. And Ute Sayoichi taught to Upakin, and Upakin taught to Goenkaji. So with this, the method was at the first 3 days, the yogi were taught to practice on breathing, to focus on the breathing in order to develop concentrations. And after the first 3 days that the yogi developed concentrations on the breathing, with that kind of concentration, Goenkaji were taught to use that kind of concentration to apply on the contemplations of the feelings on the body. So after practicing with Goenkaji, Sayoichi started to wondering what other methods are there and what other techniques are there. So he would start learning about Mahasi Sayoichi's method, which is, again, it's still Satipatthana, but focused more on Kaya Nupassana, the foundations of the body. And specifically is the risings and falling of the abdomen. So when Goenkaji saw that Sayoichi was bouncing back and forth between the two methods, between Kaya Nupassana and Vedana Nupassana meditation focused on the body, risings and falling, and meditations focused on the feelings, Goenkaji would acknowledge Sayoichi saying that I'm happy for you to learn the method of Satipatthana, the practicing of Vipassana meditations. However, it's good for you to stick with one technique only. If you want to learn about the technique of contemplations of the body, then stick with the contemplations of the body. If you want to learn the technique about the contemplations of the feeling, then stick with the contemplations of the feeling. You should not bounce back and forth like that, because that way you're not going to be able to understand completely from the beginning to the end, the good and the bad at one method. And because of that, Sayoichi understand, okay, I have to choose one method and stick with it. So, So after that, after India, Sayoichi would go to Myanmar and start practicing
and studying with Sayadaw Mahasi Sayadawji and learning about Kaya Nupassana, practicing of the contemplations on the body. So after practicing at Mahasi Meditation Center, Sayadawji's accomplished good results, and then he started to want to learn about another method. Then he would go to see Shreyomin Sayadawji to learn about Citta Nupassana in 1997. And then by the time that Sayadawji came to Shreyomin Meditation to learn about Citta Nupassana, contemplations of the mind, he was already 60 something years old. So while he was there, he was waiting for Shreyomin Sayadawji to call on him to teach him the practice and everything. But after a while, he didn't get any, he didn't get to see Shreyomin Sayadawji. And then he think that maybe because at that time, he have a lot of conceit in him. So that's why Shreyomin Sayadawji saw that and trying to tame it. So finally, when he got to see Shreyomin Sayadawji, our Sayadawji have two questions for Shreyomin Sayadawji. And the first question he had for Sayadawji was, So when he saw Shreyomin Sayadawji asked Sayadaw, why do you want to come here to study? What do you want to learn? And where are you coming from? And then Sayadawji answered that, I just came from Mahasi Meditation Center. And then I came here to learn about Metta Meditation. And Shreyomin Sayadawji said that, why would you leave Mahasi Meditation Center to come here? At that time, Mahasi Meditation Center was considered the university of Vipassana meditation because there was very good teachings, very good teachers, and all very good condition was there. And then Sayadawji answered that, I came here to learn about, first of all, Metta Meditations, and they also want to learn about Citta Nupassana. And then, Shreyomin Sayadawji asked Sayadawji, do you know what Metta is? And then he said, okay, Metta is loving kindness. And Shreyomin Sayadawji asked, do you know about Abhidhamma? And he said, yes, a little bit. And then Shreyomin Sayadawji explained that Metta is loving kindness. And when is Metta, there would be Aloba, Adosa, and Amoha, which is the absence of greed, hatred, and ignorance. So, and then that's what is one metta. And then when practicing metta meditation, which is concentration meditation, there are two kinds of metta that can arise. First of all, the regular metta meditation, the objects of the meditations is banyati concept. We have to have an object for metta to develop metta. So that is the regular metta. And then there's the higher metta or the automatic metta, which is loving kindness that come automatically when the mind is balanced and tranquil, when the mind is having the absence of dosa, moha, and loba, which is the absence of greed, ignorance, and hatred. So that is the metta that come automatically, and there's a pure metta. So that was the first question that Sayadawji had. And then the second question Sayadawji had was, he heard that sometimes people say that the ghost can enter or a spirit can possess another spirit or enters our body. Is it true? And Shreyomin Sayadawji say that there is no such things of a ghost or another spirit that possess your body or possess your spirit. That is all from the mind. It's all because of your defiled mind. The mind is not pure. The mind is not clean. And all because of all these defilements in your mind. So therefore, you think that way. And therefore, it's the manifestations of it become that way. And then there was in the sutta, there was explanation. There's some kind of, there's several kinds of mara, or was the evil, which is the
Sankamara is from Rupa, Vedana, Sanya, Chaitana, and Vijnana. So these are is based because of your formations, your feeling, your perception, your volitions, and your mental formation that all these evil or all these mental defilement that's arise in you. And another one is Kilesa Mara. These are the Mara, or these are the evil mind that arise from dosa, lobas, and moha, arise from ignorance, from anger, and from lust or greed. And then another one is evil minds, or that arise from the wrong practice. When you have a wrong practice, then therefore the mind would be polluted, and the mind would be full with kilesa or full with defilements. And lastly, a deva mara, which is the evil or the bad deva or the bad deities. Many people think that the deities are always good, but it's not true, because let's say back in the Buddha time, there were deva mara. These mara, they are the mara with wrong view. These deities, they do not believe in the cause and effect. They do not believe in the teachings of the Dharma. In fact, they go against it. And the reason why they become deva or they become deity, just because of their merits, because of doing dana, because of doing charity, that they cultivate a lot of merits. So they would be born as a deva or the deities. However, they did not do any purifications of the mind. So therefore, they still have the wrong view, and not knowing the cause and effects, and not knowing the laws of karma, and not knowing the teachings of the Buddha. So for that question, Sayadri say, there's no such things as a ghost or an evil spirit possessing your body or your mind. It's all from your own mind. So that was a little story that Sayurichi told about his practicing and his teachers. So after practicing with Sayurichi at Sui Min Center for a while, he finally learned how to do a Chaitanya Upasana through the teachings of Tejanya Sayuro. Tejanya Sayuro was a student of Sui Min Sayurichi. And even though he was younger than Sayadaw at the time, but he was a very good disciple of Sri Min Sayadaw, and he was the person who taught Sayadaw Chaitanya Upasana. And then the question, so at that time, because Sayadaw only knew Vedana Upasana and Kaya Upasana, he was not very clear about the technique of Chaitanya Upasana, which is the contemplations of the mind. He would ask Tejanya Sayadaw, what is the contemplations of the mind? How do I practice? And Tejanya Sayadaw taught Sayadawji by touching him. The moment Tejanya Sayadaw touched Sayadawji, he knew there was a touching, a feeling or sensations on that spot. And Tejanya Sayadaw asked Sayadawji, do you know it or do you feel it? And Sayadawji's answer, yes, I know it. And he said, that is your knowing mind. That the mind is knowing the objects, and that is what you just be aware of your knowing mind of this touching. So from that moment on, Sarajiji understand what is Chaitanya Upasana, the contemplations of the mind. So he applies a lot during walking meditation, and each step that he's walk, the moment his foot touching the earth, then he would notice touching or knowing. And after practicing at Treyamin Meditation Center for a while, he also accomplished very good result from there. So now when Sayadawji start teaching Satipatthana, at the beginning, he taught the Vedana Upasana, because that's what he learned with Goenkaji. But he only taught contemplations of the feelings, Vedana Upasana, for only 1 year. And then after that, he felt like when he practicing Kaya Upasana, the contemplations of the body, specifically knowing the rising, falling of the abdomen, it was a little bit more suitable for him. So therefore, he used the method of Mahasi Sayadaw to teach until now. But even so, when he teaching,
the main objects or the bigger the first objects of contemplation, ekaya nupassana, the contemplations of risings and falling of the abdomen. But you know, everything that he taught is also is always a satipatthana, which is the four foundations of contemplations, include body contemplations, vedana feelings contemplations, my contemplations, and dhamma contemplations. And Saraji also mentioned that by 1984, during the time when he was staying at Washington DC, he got a chance to meet Dipbama. And Dipbama was an extraordinary meditation teacher. She was a lay person, however, she was very good at teaching meditation, Vipassana meditation. She also have Abhinya, which is psychic power. So because Saraji have good faith in her, and she was the one that helped him have very good faith in the practice so that he can apply more effort into his practice. And because of Dipbama saying that he's on the right path and he should continue walking on that path and he will reach his goal, therefore he did not give up. And then she was also the one that acknowledged as well as explained to him his experiences that, you know, sometime at the meditation center, the monks are not allowed to do so during the Barichika, the rules of the monk. The four rules of the monks is that they're not allowed to talk about enlightenment, and they cannot lie about their own enlightenment. This means that the monk who are not enlightened should not say that I am enlightened. And if the monk did so, the monk would become a regular person and lose his monkhood right away. So now, according to his teaching, now in Florida, he opened a monastery. It's called Mahasatipatthana Monastery. The reason why he named this monastery Mahasatipatthana is because this is the teaching that he wants to convey or he wants to share with all the yogis. It doesn't have to be limited to any kind of foundation. It doesn't have to be limited to either body, mind, or feeling. It's open to all four foundations of mindfulness. So later on, if any person wanted to invite, if Sayurji was no longer there, if someone wants to invite a teacher to teach Vedana, Nupassana, contemplations of the feeling, they are welcome to do so. And if another person wants to invite a teacher to teach Citta, Vedana, Nupassana, contemplations of the mind, they are welcome to do so. So, and all the yogi from all over the world who are interested in practicing Vipassana meditation, depends on the temperaments, depends on the characteristic, whatever technique or whatever method that yogi want to practice, either contemplations of the body, contemplations of the mind, contemplations of the feelings, or contemplations of the dhamma, they all welcome at Florida Mahasatipatthana Monastery and to practice there. So, and with that, Sayuraji say that he would hope that now during this Vesak holiday, we will practice a Vipassana meditation in order to offer our practice to the Lord Buddha, especially for tomorrow as a Vesak day during leap year. And now what we practice is Narsamatha Jhana, or we're practicing Vipassana Jhana, which that we would be able to see and contemplate so that we, the yogi, would be able to understand the three characteristics of all dhamma, which is impermanent, anicca, suffering, dukkha, and non-self. And after that, that was all I have for the today translations. After that, Saraji led the meditation for 10 minutes to offer to the Buddha. Thank you so much, everyone. Thank you, Sally, for taking the effort to take all the notes and then to give a very thorough translation. Thank you very much. I'm sorry about the background noise earlier. No problem.